Ngày 16 tháng 4 năm 2024, Ngân hàng Nhà nước thông tin có công văn gửi đến các cơ quan ban ngành, đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công tác quản lý thị trường vàng, đồng thời có văn bản chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng. Tại văn bản 3103, Ngân hàng Nhà nước gửi Bộ Công an đề nghị phối hợp cùng Ngân hàng Nhà nước tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả. Thực hiện công điện số 23 về tăng cường các biện pháp quản lý thị trường vàng, theo đó, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, bảo vệ pháp luật và cơ quan chức năng liên quan, khẩn trương thực hiện ngay các biện pháp theo quy định để xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến thị trường vàng và hoạt động kinh doanh vàng, nhất là các hành vi buôn lậu, thao túng, đầu cơ trục lợi, đẩy giá vàng miếng. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng có văn bản 3102 đề nghị Bộ Tài chính yêu cầu các tổ chức kinh doanh mua bán vàng, nhất là kinh doanh mua bán vàng miếng, thực hiện nghiêm việc áp dụng hóa đơn điện tử trong các giao dịch mua bán vàng để nâng cao tính minh bạch, cải thiện hiệu quả giám sát, điều hành, bảo đảm thị trường vàng hoạt động an toàn, hiệu quả, công khai, minh bạch, xử lý nghiêm các doanh nghiệp không thực hiện đúng quy định này. Tiếp tục cung cấp thông tin về các sự vụ, sự việc buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng qua biên giới để Ngân hàng Nhà nước kịp thời nắm bắt thông tin thị trường nhằm đưa ra phương án quản lý thị trường vàng hiệu quả. Hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước trong việc thực hiện thủ tục thông quan lượng vàng nhập khẩu phục vụ công tác đấu thầu. Tại văn bản số 3104, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác quản lý thị trường, kịp thời phát hiện các hành vi có dấu hiệu vi phạm và cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cùng ngày, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản số 3145. Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng nghiêm túc thực hiện các quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng tại nghị định số 24 năm 2012 và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để đảm bảo thị trường vàng hoạt động an toàn, hiệu quả, đúng quy định pháp luật, không xảy ra tình trạng trục lợi, đầu cơ, thao túng, đẩy giá. Thực hiện đúng chế độ hóa đơn, chứng từ theo quy định của Bộ Tài chính, áp dụng hóa đơn điện tử trong việc thực hiện các giao dịch mua bán vàng để nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động mua bán vàng, đặc biệt là mua bán vàng miếng, cũng như tuân thủ pháp luật về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố. Theo ghi nhận của báo Thanh Niên, lúc 15 giờ 30 phút ngày 16 tháng 4, giá vàng tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn không thay đổi so với buổi sáng. Cụ thể, vàng miếng mua vào với giá 81,8 triệu đồng một lượng, bán ra 83,8 triệu đồng một lượng. Vàng nhẫn tại công ty này có giá niêm yết mua vào 74,8 triệu đồng một lượng, bán ra 76,5 triệu đồng một lượng. Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNG niêm yết giá mua vào vàng miếng 81,7 triệu đồng, bán ra 83,7 triệu đồng. Niêm yết giá mua vàng nhẫn 74,8 triệu đồng, bán ra 76,7 triệu đồng. Công ty Vi Hồng chiều 16 tháng 4 niêm yết giá mua vào vàng miếng 81,5 triệu đồng, bán ra 83,1 triệu đồng. Niêm yết giá mua vàng nhẫn 73,1 triệu đồng, bán ra 74,6 triệu đồng. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan trong các bản tin sau.